chào cả nhà mình nha. Ngày mới chúc cả nhà mình nhiều niềm vui, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Hôm nay theo chú Sáu đi nhổ phay mì nha cả nhà. Cuộc sống mưu sinh của chú Sáu hàng ngày không đi thả lưới thì cũng đi làm mướn, làm thuê để kiếm sống hàng ngày cả nhà ơi. Hôm nay chú Sáu không đi thả lưới, không đi bắt cua bắt ốc, mà để đi theo tất cả anh em ở đây để nhổ mì, nhưng mà có xe đã cuốc sẵn lên cho mình đó cả nhà. Xe xới lên, xới đất lên, xới mì lên hết rồi, mình chỉ gom thôi. Hôm nay chú Sáu đi theo mấy anh em để làm thuê nha cả nhà, để nhổ mì. Mỗi ngày công chú Sáu làm đây thì cũng ăn tấn, tất cả cũng mười mấy hai chục anh em vậy đó, tùy theo bữa. Có bữa thì mười mấy hai chục người, hai ba chục người đổ lên, mỗi tấn vậy là 300.000 cả nhà. Rồi mình chia ra làm nhiều thì ngày nào làm nhiều thì hưởng được nhiều, ngày nào làm ít thì hưởng được ít. Hôm nay tới mùa mì, chú Sáu cũng đi theo để nhổ mì nha. Đây là xe nó tới mì lên hết rồi cả nhà, xe tới mì lên đây, tới mì lên. Lát chờ anh em tới rồi bắt đầu chú Sáu cũng làm chung với anh em. Mời cả nhà mình xem clip rồi ủng hộ chú Sáu Phú Đông luôn nha. Đây có một chiếc xe Kubota cài lên nha cả nhà, cài lấy cài lên tới lên để một lát công nhân tới người ta lấy lấy mì nha cả nhà ơi. Có chiếc Kubota đang xới mì lên nha cả nhà, xới củ lên. Xới lên một lát công nhân tới ta lấy ta thu hoạch củ nha cả nhà. Đây, những củ mì đã xới lên sẵn rồi cả nhà. Đó công nhân tới chỉ vũ đất ra rồi bắt đầu thu hoạch thôi. Chiếc xe đang xới xới mì lên nha cả nhà. Xới đất để những củ mì ra để nó công nhân tới đấy. Giờ công nhân cũng chưa tới nhiều cả nhà. Xe này chỉ xới trước để một lát công nhân dễ dàng thu hoạch mì hơn. Giờ có một anh đang tới và những cây mì công nhân cũng chặt trước, chặt để cho xe nó cuốc lên. Cô ba ta đang cuốc mì lên các nhà. Phần mì lên cả nhà ơi. Cả nhà mình cũng nhìn thấy xe nó xới phơi mì lên nè, đây toàn bộ là củ. Phơi mì là phơi mì siêu bột nha cả nhà, mình ăn cũng được, mà đa số là phơi mì này để dùng cho làm bột ngọt nha cả nhà, này làm bột ngọt thì nhiều. Xe xới lên hết rồi, đây toàn bộ mì xe đã xới lên hết nha cả nhà. Lát công nhân tới chỉ lấy thôi, gom lại
Bây giờ có xe này làm thì xe này sới lên, công nhân mình đỡ vất vả hơn cả nhà ơi. Chứ hồi trước thì mỗi lần thu hoạch mì như thế này á, công nhân phải lấy cái cuốc đào từ bụi từ bụi. Mà bây giờ có những chiếc Kubota sới đất lên như thế này, công nhân mình đỡ vất vả hơn. Xe đang sới đất lên, sới mì lên cả nhà, sới đất lên bung mì lên. Giờ cũng chờ anh em công nhân tới nhưng mà thấy lâu quá. Có một anh Đồng, chào anh Đồng. Chào anh Đồng luôn. Hôm nay anh em còn làm bên kia hả? Một lát anh Đồng với chú Sáu cũng làm mì đây cả nhà. Bây giờ có mình anh Đồng tới trước để thu gom những đống mì như thế này. Rồi bển đang lên xe. Bển đang lên xe hả anh Đồng? Chắc cũng có khoảng cả tiếng nữa anh em mới tới đây được. Giờ có mình anh thì mấy anh em, hai anh em mình làm trước đi. Thì anh Đồng cũng đang gom lại nha cả nhà. Máy nó sới lên rồi bắt đầu anh Đồng anh gom. Lúc phim một cái clip này ra đây để thu hoạch phơi mì cả nhà. Nói tiếng thu hoạch nhưng mà cũng đi làm trong cho người ta thôi. Thứ Sáu cũng theo anh em. Mời cả nhà mình cùng theo chú Sáu với anh em làm khoai mì ngày hôm nay nha. Ở đây bây giờ anh em cũng đang gom lại cả nhà. Gom từng đống rồi một lát. Lát rồi có xe tải tới chở. Nay buổi sáng hôm nay làm cũng mười mấy anh em cả nhà. Đây cũng có chiếc máy sới sới lên rồi bắt đầu anh em mới gom lại. Gom từ đống từ đống. Này gom lại từ đống như thế này cả nhà, nhưng mà phải chặt ra nữa, chặt ra hết từ cũ hết rồi bỏ cái gốc. Đây có những đống lớn lớn cả nhà, gom từ đống như thế này. Dạ. Đồng gom cũng được, chắc thấy mới cũng nhiều lắm chứ bộ. Dạ. Cũng gom từ đống vậy cả nhà. Dạ. Gom đống này xong xuôi rồi có những anh em ở đằng sau chặt ra rồi bỏ lại cái gốc. Khác hả? Người gom rồi bắt đầu cũng có anh em ở sau để chặt ra như thế này luôn cả nhà. Đa số khoai mì này là khoai mì siêu bột cả nhà, làm bột ngọt thôi. Còn cái số cũng ăn cũng được nhưng mà cũng hiếm người ăn. Ở đây có số anh em gom lại nha cả nhà, gom lại rồi số anh em ở sau sẽ chặt ra từ cũ. Nó đi nhiều giai đoạn lắm chú ơi. Này cũng làm từng giai đoạn lắm. Cái mặt hàng này, đây hàng này là giỏi nhất chú Sáu, giỏi nhất. Giỏi nhất hả? Giỏi nhất trong đoàn. Số 1 luôn á. Tâm. Này cũng đơn giản lắm, lụm về cái xong là xe về cái. Giỏi nhất rồi, lương có cao không? Dạ lương cao hơn, lương nó cao hơn chỗ này bạch. Vậy hả? Vậy có lý rồi nha, vậy anh em nào cũng phải dán tranh thủ làm giỏi là lương cao chứ. Yeah.
sản xuất đâu. Thuốc thêm đầu tiên ra tải cũng sạch rồi, anh em đồ chúng nhau lại lại mì rồi cũng cổ vũ cho chúng tháo rồi này, có ổng phát thuốc đây gom đóng lại vậy, lát có anh em cắt tới để chặt ra nha nha. Lấy về lấy chứ chắc cũng phải có sót là chứ. Đúng rồi. Phải sót chứ. Có anh em gom ở đằng trước rồi gom đóng lại với những số anh em ở đằng sau để chặt như thế này nha các bạn. Đây anh em công nhân cũng làm gom lại từ đóng rồi xe chở. Đây có đóng mấy đóng bao mì đây. Anh em mình thấy. Chào em luôn nha, chào mấy anh em nha. Rồi. Xe. Đây gom từ đóng rồi bắt đầu mình mới xúc vô cái cần xé thì vác lên xe cả nhà ơi. Đây là, nói chung là làm một ngày chỉ được có 600 ngàn, 600 rưỡi rồi chú ơi. Cũng dữ vậy hả? Ủng hộ kênh chú Sáu Phú Đông nha. Ở đây có tất cả anh em công nhân cũng gom mì lại nha cả nhà để chở lên xe. Có chiếc xe tải ở ngoài kia. Gom từng giỏ rồi để từng đóng nha cả nhà. Ở đây cũng toàn bộ là cái rẫy mì cũng lớn lắm nhưng mà có chiếc xe cuốc đất lên rồi. Cuốc lên rồi lòi mì lên anh em chỉ gom thôi. Rồi bóc lên xe. Bây giờ anh em gom hết mì để chở lên xe nha cả nhà. Gom hết rồi. Dạ. Gặp gặp rồi. Có chiếc xe tải đang chở khoai mì lên đây. Giờ gom xong rồi cả nhà ơi. Gom xong rồi đi về hả? Đây. Có anh em vác lên xe nha cả nhà. Đó, vác lên xe đây. Vác lên xe cả nhà, thu hoạch xong xuôi hết rồi, giờ vác lên xe. Đây có anh tài xế đi theo nha. Anh tài xế thì ổng sướng hơn những công nhân khác tại ổng đi vòng vòng ha. Quá sướng luôn. Ừ. Nó đúng hơn mình làm mướn mà cái gì cũng phải cực hết. Làm ra đồng tiền là mướn rồi phải cực rồi. Thì kệ như vậy mà vui. Cái này lấy về chắc bữa, hai bữa là đem lên nè. Rồi. Giờ buổi sáng mở lên coi. Làm là ông phải đi quay thêm nữa. Quay này nè, quay này nữa. Quay hết chứ. Không có sót anh em nào hết á. Xe đang chạy, với bay xém té. Đây cũng có hai anh em đang gom lại nha cả nhà. Bây giờ đã gom xong hết rồi, vác lên xe là chỉ có đi về thôi. Chưa về chú ơi.
mấy anh em này làm giỏi lắm chú ơi, chiều anh làm vậy mà anh còn đi Vũng Tàu còn hơn á, nãy chắc đi Đồng Nai còn hơn quá. Thôi kệ, mình đi nhiều chỗ không biết nhiều nơi. Chiều đi còn hơn nó mới đủ sống. Ừ. Đây giác nè, lên nha cả nhà. Đo giác lên ghê chưa? Máy xúc lên. Thấy chỗ nào, nào chú coi dòm con nào, quay con nào dòm con nào. Thấy á, ốm ròm nè. Ốm ròm vậy chứ giác cần xé dữ dằn luôn cả nhà. Mấy anh coi nhiều lắm. Đây, gom từ đóng kìa. Ít à. Giữ hốt dữ à. Giác lên cả nhà ơi. Nặng á, ý nặng là anh thấu con nào. Giác một con mẹ, một hai con vậy nó chảy thôi. Ướt nhẹt. Lên. Lên mà chạy. Kệ mình làm lao động mà vui lên chút xíu đi, đang có sức khỏe làm. Đang làm nước hoài đó nhé. Tay làm hàm nhai mà không làm những đó chết đó. Không nước hoài rồi. Không ơi, chắc phải bỏ ra. Mười người chú. Ở đây là tổng cộng có 10 công nhân lao động. 10 công nhân. Uống nước đi, làm tiếp. Cái làm này mà uống nước trà nhiều quá chú nó cũng đen nữa. Nắng nó nước trà nó trong làm rồi. Xe nó sớm lên, mấy cài nó sớm lên không xuôi rồi bắt đầu anh em gom có lại từ đóng vậy nha cả nhà. Gom từ đóng bỏ từ xé, trong đó có chiếc xe tải chở. Ở đây làm cũng tập thể với nhau nhưng mà chia ra cả nhà ơi, ba người đứng chung một tổ nhưng mà chiều thì cũng tính công chung với nhau chứ không ai chia ít chia nhiều gì hết. hai người lấy gần 50 kg. Cái này cũng nặng lắm chứ. 40 kg á. Bốn mươi mấy ký. Cho nên là
đi làm này cũng nguy hiểm lắm, lên trèo lên cầu thang nhiều khi nó mệt đó chú. Thôi bữa nào mà thấy mệt quá thì cần xé mình chất ít lượng chút. Dạ. Ông kia không chịu, ông Út lắm á, ông Út không chịu. Ông đó là đội trưởng hả? Ông là trưởng á, ông là ship á. Uống lon không uống mà chỗ uống lần thùng là quý rồi đó. Rồi. Thấy cảnh này. Chà, gió này chắc đầy dưới ha. Qua wow, trời. Có ai có sức khỏe là phải vác nhiều một chút hả? Nam mô A Di Đà Phật. Không có quay của tôi đi là độc quyền luôn á. Cho giờ thấy tụi nó giá trái chú thấy quyền luôn. Ôi ghe chạy là bắt á, chứ không phải là đèo thôi. Lên nha. Có chơi làm cực khổ chú từ 3 giờ sáng, 2 giờ sáng tới giờ đó. 2 giờ sáng tới giờ này đây. Dạ. Rồi lát chút xíu nữa qua bển lấy ở bên kia nữa ha, đi về luôn. Qua bên kia là nữa, là thêm xe nữa. 1 2 giờ chiều. Cô sáng đi tới 1 2 giờ chiều kìa. Cứ làm đúng đây nè. Đúng rồi. Nâng đỡ đập đầu lên chứ đâu có để cho nó bị nhũng ở dưới được. Thương nhau. Cái đội bên đây thấy làm nhanh dữ vậy. Nhiều mà hốc dữ. Đội này làm nhanh mà nó xài cũng nhanh nữa. Kệ lâu lâu đi ăn phở hủ tiếu rồi đi. Đội này làm có tiền cũng dễ thương lắm. Miền Tây đồ mà bị khó khăn đồ mà mấy anh hỗ trợ hết à. Hỗ trợ các tỉnh hết phải không? Hỗ trợ các tỉnh hết. Dạ. Chốt mày phải không? Đó chứ anh em mình thương người như vậy thôi, phải thương thân mà. Sáng cũng mua cho anh em người chai nước hết rồi chứ hả? Hai ba giờ sáng làm tới 2-3 giờ chiều. 12 tiếng màu. Nói lại là đang vô làm mới sát hương chắc chị thấy rõ mày thôi. Cái. Không á. Ăn đâu sao ăn gì nó sai chở bệnh viện hả? Ba này ăn mới sai. Chút nữa qua anh kia kìa, nhổ cho ông mấy mới ông đem về ăn không? Ông quay cái này phải có người nói chuyện nhiều. Ừ. Mình làm việc lao động bằng tay chân này phải nói chuyện vui đâu, nó mới có quên đi cái mệt.
xe cũng sắp đầy rồi các nhà ơi, sắp đầy xe rồi, đóng bửng như sao rồi. Cái vỏ này vỏ cuối cùng nha cả nhà. À, hết rồi mà xe nó cũng đầy rồi. Thôi. Thôi cái clip này chú Sáu xin tạm dừng ở đây nha. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ kênh chú Sáu Phú Đông trong những thời gian vừa qua. Chào anh em luôn nha.